Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách vùng biển Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Vào 4 giờ ngày 27 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vị trí tâm bão vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị, Quảng Nam khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 11 giật cấp 14. Vùng nguy hiểm bị ảnh hưởng vào khoảng vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông. Độ rủi ro cấp 3 thuộc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển Trung Trung Bộ. 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vị trí tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 11. Độ rủi ro cấp 3 thuộc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực Hoàng Sa, vùng biển Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Từ đêm 26 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, sau tăng lên cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Từ sáng ngày 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Tàu hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ sáng ngày 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến 9, giật cấp 11. Từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến 28 tháng 10, ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Có nơi trên 31 độ C. Phía tây bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 đến 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía nam nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ gần sáng phía nam gió mạnh dần lên cấp 4 đến 5. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 4 đến 5. Phía nam gió tây đến tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C, phía bắc có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 27 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên, phía bắc nhiều mây,
ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Từ 69 hồ sơ của 39 đơn vị đề cử, Hội đồng giải thưởng đã chọn ra 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng năm 2024. 10 cá nhân nhận giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao, nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tự động hóa có 3 cá nhân, công nghệ y, dược có 1 cá nhân, công nghệ sinh học có 1 cá nhân, công nghệ môi trường có 2 cá nhân và công nghệ vật liệu mới 3 cá nhân. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, quốc quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 20 triệu đồng. Giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi tính đến năm xét trao giải, đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Giải thưởng hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân được nhận, thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y, dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới. Thông tư 22/2024 do Bộ Y tế ban hành ngày 18 tháng 10, viết tắt thông tư 22, tưởng như sẽ tháo gỡ được bức xúc của người bệnh có bảo hiểm y tế phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài, thế nhưng khúc mắc vẫn còn đó. Thông tư này quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh với hàng loạt điều kiện và thủ tục nhiều khê. Đặc biệt, thuốc thuộc phạm vi thanh toán của thông tư 22 phải thuộc danh mục thuốc hiếm của Bộ Y tế. Danh mục thuốc hiếm hiện có 214 loại thuốc để chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp và 229 loại thuốc không sẵn có. Nhưng thực tế mà ai cũng biết là đa số người bệnh có bảo hiểm y tế thời gian qua phải ra ngoài mua thuốc để điều trị những bệnh không hiếm, thậm chí rất phổ biến như tiểu đường, tim mạch. Điều này có nghĩa khi thông tư 22 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, số người bệnh được bảo hiểm y tế trả lại tiền mua thuốc chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với thực tế. Để người bệnh được thanh toán lại tiền, các bệnh viện phải xác nhận hàng loạt điều kiện tại thời điểm kê đơn thuốc và chỉ định thiết bị y tế, như không có thuốc, thiết bị y tế do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đã duyệt, không có thuốc chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc không có thiết bị thay thế, không thể điều chuyển thuốc hoặc thiết bị y tế giữa các cơ sở. Việc xác nhận này không dễ, bởi chẳng bệnh viện nào muốn vạch áo cho người xem lưng. Để vượt ải thành công, người bệnh có bảo hiểm y tế cần phải cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ khi mua thuốc bên ngoài, giấy ra viện, sổ khám bệnh, rồi nộp hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu suôn sẻ, người bệnh được hoàn tiền trong vòng 40 ngày. Rõ ràng, thông tư 22 chưa giải quyết được nỗi bức xúc về quyền lợi của đa số người bệnh có bảo hiểm y tế. Cái khó, cái nhiều khê tiếp tục bị đẩy về phía người bệnh. Thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị y tế khiến người bệnh đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không được hưởng đầy đủ quyền lợi như cam kết ban đầu. Càng bất hợp lý hơn khi họ phải bỏ tiền túi mua thuốc bên ngoài, mua luôn cả sự thấp thỏm vì nguy cơ thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Trách nhiệm thuộc về các cơ sở khám chữa bệnh và ngành y tế. Vì vậy, không nên và không thể để người bệnh chịu thêm bất kỳ sự phiền toái vô lý nào nữa. Ngày 26 tháng 10, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc mạng xã hội lan truyền thông tin nam sinh trường trung học phổ thông Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ, gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, công an xác định chiều 23 tháng 10, nam sinh H, lớp 12 trường trung học phổ thông Tân Túc có dùng điện thoại quay lén bạn nữ lớp 11 khi đi xuống căn tin nhà trường. Lúc này, bạn cùng lớp với bạn nữ phát hiện, có yêu cầu xóa nhưng H tỏ thái độ không quan tâm. Bạn này đã báo với bạn cùng lớp tên K. Sau đó, K đã đến đánh và yêu cầu H xóa clip trước mặt mình. Khi sự việc đánh nhau xảy ra, ban giám hiệu nhà trường đã mời gia đình em H và em K đến trường làm việc. H viết tường trình nhận lỗi vì hành vi quay lén bạn học. K viết tường trình nhận lỗi vì đã đánh bạn. Tuy nhiên, tối cùng ngày lại xuất hiện nhiều nhóm công khai và các nick ảo trên nền tảng mạng xã hội, xoay quanh thông tin em H có hành vi quay lén nữ sinh trường trung học phổ thông Tân Túc bằng cách lắp camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ. Thông tin trên làm cho giáo viên, học sinh,
phụ huynh hoang mang. Công an phối hợp với ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng làm việc cùng các em học sinh có liên quan, dư luận lắp camera quay lén này với sự chứng kiến của phụ huynh học sinh. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt tất cả các nhà vệ sinh. Qua đó, công an xác định không phát hiện camera quay lén. Bản thân em Hát khẳng định không quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh. Qua kiểm tra điện thoại em Hát, cũng không phát hiện hình ảnh phản cảm như mạng xã hội đăng tải. Vụ việc gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh và xã hội. Từ sự việc trên lại phát tán nhiều tin đồn sai sự thật tiếp theo, như em Hát được chuyển sang trường lân cận học. Thông tin này hoàn toàn bịa đặt, vì hiện tại em vẫn học tập tại trường Trung học phổ thông Tân Túc. Công an đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường để triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức sinh hoạt lớp để ổn định tâm lý của học sinh. Công an đề nghị phụ huynh học sinh bình tĩnh, động viên học sinh yên tâm học tập, đăng tải thông tin thận trọng, có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống, đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1991, ngụ phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển địa ốc Dreamland, công ty Dreamland, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 10 năm 2019, anh T, ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, được Tùng giới thiệu về hai thửa đất nằm trong dự án công trình Phú Gia An, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thuộc công ty Dreamland. Diện tích mỗi thửa đất khoảng 100m², giá bán 4 triệu đồng 1m². Tùng cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất để ký hợp đồng công chứng cho khách hàng. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, anh T quyết định mua hai lô đất nói trên với giá 776 triệu đồng, chia làm 4 đợt thanh toán. Sau khi nhận hai đợt thanh toán đầu với tổng số tiền hơn 442 triệu đồng, Tùng thông báo hồ sơ bị trục trặc và cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai thửa đất trên cho anh T trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. Do Tùng không làm đúng cam kết và không có tiền để trả lại, đầu tháng 10 năm 2020, anh T đề nghị mua một nền đất tại công trình Expert Home, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thuộc quyền sở hữu của Tùng. Mục đích anh T mua lại nền đất trên để khi nào Tùng bán được nền đất này sẽ phải kêu anh T ký thanh lý hợp đồng và trả lại số tiền trước đó. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2020, Tùng đưa một thông báo thanh lý hợp đồng và một biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ để anh T ký và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền. Tuy nhiên, đến nay, Tùng vẫn không thực hiện đúng như cam kết đã ký, nên anh T đã trình báo cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết xác định thửa đất để làm dự án công trình Phú Gia An không thuộc sở hữu của Tùng, đối tượng không triển khai hồ sơ xin lập dự án công trình Phú Gia An. Dự án công trình Phú Gia An là Tùng tự đặt tên, không thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan có chức năng xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách riêng từng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tự vẽ bản đồ phân lô trên thửa đất không do mình sở hữu nhằm chiếm đoạt tài sản.